Chúc mừng ngày tôn vinh người chơi Liên minh huyền thoại và cùng chào đón phiên bản 14.20. Phiên bản này sẽ là phiên bản tiếp nối đầu tiên cho kỳ 3. Nhìn chung, chúng tôi khá hài lòng với nhịp độ giao tranh và tốc độ lăn cầu tuyết mới, nhưng cũng không bất ngờ khi có một số trường hợp đặc biệt nổi lên sau khi thay đổi hơn 100 trang bị, cập nhật hình ảnh và tính bền vững. Một trong những vị tướng cổ nhất và được yêu thích, thù ghét nhất Liên minh huyền thoại sẽ được cập nhật hình ảnh và tính bền vững, gọi tắt là ASU. ASU cho Teemo sẽ được ra mắt trong phiên bản 14.20. Cậu ta sẽ có một bộ khung hoạt họa mới, các hành động mới, hiệu ứng âm thanh mới, lời thoại lồng tiếng mới và hiệu ứng hình ảnh mới. Tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới để thỏa thích gieo rắc sự hỗn loạn và kinh hoàng tới đấu trường. Thay đổi về tướng Aphelios. Aphelios đã chịu thiệt thòi nhiều do súng hải tặc bị giảm sức mạnh ở phiên bản trước và đang cần được trợ giúp. Không chỉ súng hải tặc được tăng sức mạnh, Aphelios cũng sẽ được tăng sức mạnh trực tiếp trong phiên bản này, cụ thể máu cơ bản tăng. Nội tại sát thủ và tiên tri sức mạnh công kích cộng thêm tăng. Caitlyn đang không tìm được chỗ đứng ở thời điểm hiện tại, và một phần lý do cho việc này là cô không có một danh tính rõ ràng trên đấu trường, cô không còn khả năng đè đường như trước nữa, và cũng không có sát thương duy trì khủng khiếp về cuối trận, vậy nên tỷ lệ tốc độ đánh cơ bản tăng. Ở quy bán xuyên táo, sát thương lên các mục tiêu phụ tăng. Corki, chúng tôi muốn giúp Corki thoát ra khỏi nhà ngục chuyên nghiệp một cách an toàn bằng cách giảm bớt năng lượng tiêu hao và nhấn mạnh sự quả cảm trong cái tên phi công quả cảm của hắn ta, vì vậy quỳ bóng phơ phò, năng lượng tiêu hao giảm. W thảm lửa giờ sẽ có thêm sức mạnh công kích cộng thêm, còn ở chiêu E giảm năng lượng tiêu hao. Dr. Mundo, khi các trang bị đỡ đòn trở nên mạnh hơn và sát thương nhìn chung bị giảm bớt, Dr. Mundo đang rất hạnh phúc và bắt đầu tung hoành bất cứ nơi đâu mà hắn muốn. Do hiện tại hắn đã trở nên quá mạnh, chúng tôi sẽ giảm bớt sát thương và tiếp tục duy trì khả năng đỡ đòn xôi thịt của hắn. Cụ thể E đập bầm dập sẽ bị giảm sức mạnh công kích cộng thêm. Jin đang quá mạnh ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là ở những bậc kỹ năng thấp khi trận đấu thường kéo dài nhiều hơn. Hắn nên là một vị tướng đem lại sự đa dụng thay vì là một chủ lực về cuối trận, vậy nên sức mạnh công kích theo cấp giảm. Ở chiêu cuối cũng sẽ bị giảm sát thương. Lee Sin là một trong những vị tướng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong phiên bản này, vậy nên chúng tôi sẽ hoàn trả một phần sức mạnh cho vị tù mù này. Cụ thể, sức mạnh công kích cơ bản của ông sẽ được tăng. Mordekaiser là một trong những vị tướng đường trên được hưởng lợi nhiều nhất của phiên bản và cần phải được kiềm chế bớt. Ba trang bị đầu tiên của hắn đều là sức mạnh phép thuật và hắn hiện đang là một trong những vị tướng gây nhiều sát thương nhất ở đường trên, vậy nên quy trì hủy diệt giảm sát thương cộng thêm khi tấn công một mục tiêu. Nila, trong phiên bản này, chúng tôi sẽ triển khai một thay đổi cải thiện trải nghiệm đã được rất nhiều người chơi Nila yêu cầu. Chiêu E của Nila giờ sẽ được thi triển mượt mà hơn và nhạy bén hơn. E lướt trên mặt nước giờ sẽ được thi triển ngay lập tức. Pantheon hiện đang gặp một chút khó khăn, đặc biệt là ở những bậc kỹ năng thấp. Để giúp đỡ ông, chúng tôi sẽ cho W thêm sát thương. Điều này đặc biệt hữu dụng với những người dùng W cường hóa thường xuyên, thường là ở người chơi bậc kỹ năng thấp. Vì vậy W khiến trời giáng sẽ được tăng sát thương. Poppy hỗ trợ đang gây quá nhiều sát thương với lối lên đồ huyết trảo, trang bị đỡ đòn dù không được lên trang bị sát thương nào. Chúng tôi sẽ giảm sức mạnh của lối lên đồ này bằng cách tăng hồi chiêu của nội tại theo một cách khiến vai trò hỗ trợ bị ảnh hưởng nhiều hơn, vậy nên nội tại sẽ được tăng thời gian hồi chiêu. Quy bố chấn động sẽ tăng sát thương lên quái, còn ở E sẽ bị giảm sát thương. Riven được gắn liền với Nguyệt Đao, một trong những trang bị bị giảm sức mạnh nhiều nhất ở phiên bản trước. Dù chúng tôi hài lòng với những thay đổi của trang bị, chúng tôi cần phải đánh giá lại tình hình của những vị tướng sử dụng các trang bị đó. Vì vậy, Quy Tam Bộ Kiếm sẽ được tăng sát thương. Riven giờ sẽ được cập nhật lại Ngọc Bổ Trợ khuyên dùng. Savannah, khi chúng tôi giảm bớt điểm hồi chiêu cuối trên ngọn giáo Sojin, Savannah có hỏi rằng điểm hồi chiêu cuối là gì vậy? Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi trang bị chủ đạo của cô giờ lại càng trở nên quan trọng hơn. Chúng tôi không nghĩ rằng việc cô có thể bỏ qua điểm hồi chiêu cuối là vấn đề cần bàn tới. Vấn đề ở đây là cô đang quá mạnh ở thời điểm hiện tại, vậy nên W dược cháy sẽ bị giảm tỷ lệ sức mạnh phép thuật, ở E dạng rồng sẽ giảm sát thương thiếu đốt, còn ở chiêu cuối giảm tỷ lệ sức mạnh phép thuật. Sinh là một vị tướng khác được hưởng lợi rất nhiều từ các thay đổi trang bị ở phiên bản trước, nhưng chúng tôi nghĩ rằng hắn đang ở khá gần điểm cân bằng mong muốn, nên chúng tôi sẽ chỉ triển khai một thay đổi nhỏ, cụ thể giáp theo cấp của ông ta sẽ bị giảm. Scanner đang khá mạnh trong đấu trường chuyên nghiệp và khi ở trong tay những người chơi thành thạo hắn, vậy nên chúng tôi sẽ giảm bớt sức mạnh của hắn trong tay những người chơi này. Cụ thể nội tại chữa dùng chấn, sát thương theo máu tối đa sẽ bị giảm, còn ở E cũng sẽ bị giảm sát thương. Tristana, chúng tôi đã triển khai một bản vá nhỏ cho Tristana vài ngày sau khi 14/19 ra mắt và có vẻ như vừa lối lên đồ chí mạng, cô ấy đang thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, tầm thi triển của các kỹ năng cấp 1 chưa được gia tăng để khớp với tầm đánh của cô, vậy nên chúng tôi sẽ khắc phục nó trong phiên bản này. Cụ thể E bọc thước súng sẽ được tăng tầm thi triển, còn ở chiêu cuối cũng sẽ được tăng tầm thi triển kỹ năng. Trindamir bị ảnh hưởng khá nặng bởi các trang bị giáp mạnh lên và trang bị chí mạng yếu đi. Tuy nhiên, chúng tôi muốn Trindamir có thể gây sát thương đáng kể, đặc biệt là ở giai đoạn cuối trận. Vì vậy, tỷ lệ tốc độ đánh và giáp theo cấp của ông ta sẽ được tăng. Udi đang khá mạnh ở thời gian gần đây và là một trong những vị tướng khổ biến nhất Liên minh huyền thoại. Chúng tôi muốn điều chỉnh vai trò đi rừng của hắn nhiều nhất có thể, vậy nên quy hoang dã ám muội sẽ giảm sát thương gây lên quái.
e giảm tốc độ di chuyển. Còn ở chiều cuối cũng sẽ bị giảm sát thương lên quái. Vega, khi vàng bị giảm giá trị ở phiên bản trước, các vị tướng như Vega với nguồn sức mạnh riêng biệt đã trở nên mạnh hơn và vì vậy cần phải bị điều chỉnh. Cụ thể W thiên thạch đen sẽ bị giảm sát thương. Yasuo bị ảnh hưởng cực mạnh khi trang bị chí mạng yếu đi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn hắn duy trì lối lên đồ chí mạng, vậy nên chúng tôi sẽ khiến đòn chí mạng của hắn mạnh mẽ hơn. Quy báo kiếm sẽ được tăng thêm sát thương chí mạng. Còn ở chiều cuối tăng sứ giáp cộng thêm khi chí mạng. Yone cũng không khác Yasuo là mấy. Chúng tôi vẫn muốn việc chém trúng quy và lối lên đồ chí mạng là cốt lõi sức mạnh của hắn. Vậy nên chúng tôi sẽ khuyến khích sự kết hợp này. Vì vậy quy tù kiếm sẽ được tăng sát thương chí mạng. Thay đổi về trang bị. Bảng dưới đây là một số thay đổi về trang bị trong phiên bản này. Các bạn có thể dừng video lại để xem chi tiết hơn nha. Trang phục và đáng sóc mới. Những trang phục sau đây sẽ được ra mắt trong phiên bản cập nhật này: Gragas fan âm nhạc, Neko cosplayer và Trần Đồ fan kiếm sport, Yasuo ma kiếm khởi nguyên, Sivir sinh nhật nhận qua nhiệm vụ.